Đàm Vĩnh Hưng nhập viện phẫu thuật, phải hủy loạt show diễn. Nam ca sĩ thông báo hủy 2 show diễn ở nước ngoài do phải nghỉ ngơi sau khi hoàn thành ca phẫu thuật theo chỉ định bác sĩ. Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng cho biết vừa trải qua ca phẫu thuật tại bệnh viện. Hiện sức khỏe anh ổn định và được các bác sĩ thăm khám, theo dõi thường xuyên. Đàm Vĩnh Hưng hiện phải tạm ngưng ca hát trong khoảng 1 đến 2 tuần để dành thời gian nghỉ ngơi. Các bác sĩ cũng khuyến cáo ca sĩ không chơi cầu lông, môn thể thao anh yêu thích để tránh ảnh hưởng. Các buổi diễn Đàm Vĩnh Hưng đã lên lịch trước đó tại hai thành phố Montreal và Toronto, Canada, buộc phải hủy. Nam ca sĩ thấy áy náy vì việc cá nhân ảnh hưởng đến khán giả và đơn vị tổ chức. Anh nhờ hai đồng nghiệp thân thiết là Dương Triệu Vũ và Hồng Ngọc hát thay mình một buổi, show còn lại lùi lại vào ngày 8 tháng 7. Tôi xin lỗi khán giả và các fan nhiều vì sự cố không mong muốn này. Hiếm khi nào tôi hủy hay bỏ show nhưng tình hình này đành phải chịu. Mong anh chị em khán giả phương xa ấy thông cảm và thấu hiểu cho Hưng, anh chia sẻ. Nhiều bạn bè, khán giả bày tỏ quan tâm, lo lắng trước chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng. Một số đồng nghiệp thân thiết như ca sĩ Lệ Quyên, Quang Dũng, Nhật Kim Anh, Lý Nhã Kỳ, Hoa hậu Hà Kiều Anh để lại bình luận động viên, chúc sức khỏe anh. Trao đổi với Vietnamnet, phía Đàm Vĩnh Hưng cho biết nam ca sĩ xúc động và gửi lời cảm ơn đến mọi người. Tuy nhiên, họ xin phép không chia sẻ thêm vì đây là chuyện riêng tư. Hiện tại, tình hình sức khỏe Đàm Vĩnh Hưng ổn định và đây là vấn đề riêng tư, không tiện chia sẻ. Xin cảm ơn sự quan tâm của truyền thông và khán giả, người đại diện nói. Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng đã cùng một số đồng nghiệp tổ chức đêm nhạc tình nghệ sĩ để vận động quyên góp giúp đỡ các nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. Hôm ngày 11 tháng 5, nam ca sĩ trực tiếp đến thăm và tặng quà cho các nghệ sĩ Mạc Cang, ca sĩ Sĩ Ben, Vũ Quang, Lan Thảo.